bạn, đừng lắc, đừng lắc đi xuống. Đừng lắc. Ông về cho nhà mình đây, tới đây nè. Xin đi luôn rồi. Em ngủ hả? Rồi, ngủ ông về em mới tới thăm nè. Rồi, ông về đây. Cái đèn sáng hấp ảnh hữu dạng đi xuống một thang nhà mình nè. Ôi, nhà này vô thăm nhà mình rồi. Đó. Như vậy hả? Không, cho nó ngủ y vậy chứ. Cái này hả? Ủa, nhà này vô rồi. Nhà này vô thật. À, vô. Đó, hai đứa ngủ rồi đó, nhà này ơi. Rồi, cái bọn mà nó có cái dớ ở đây nè. Đó. Đi đi. Anh này ngủ nè, đây ngủ nè, đây cái dớ để bên này không, ông dặn em ơi, đây nó có cái dớ để quà đây nè, thằng chí đèn vô, đây, quà này của Billy, bỏ vô chiếc dớ này, ông dặn em, thằng quà của Billy nè, quà gì đẹp quá ta. Dẫn em vô nhà mình tặng quà cho Billy, Anna. Đó, trộm tay là cái gì? Đó, quà cho trước đó. Ồ, cái chiếc bự như vậy. Ồ, quà gì bự ta, đẹp quá ta. Wow, trời ơi, quà đẹp chưa. Bút, một hộp bút luôn. Có bút khổng lồ luôn. Rồi, ông nhận em bỏ vô chiếc dớ luôn. Rồi, tiếp theo đây là Billy. À, Billy, chiếc chiếc đèn nha. Bên này nè. Đó, thấy nha. Đó. Đó, ông nhận em thăm nè. Ông nhận em đứng thân đó. Rồi. Nhận em những thần đó. Rồi, nhận em xuống phòng Tony dưới này nha. Ông nhận em xuống nào. Tony dưới này ông dành em ơi. Wow. Giờ em đi xuống cầu thang này. Vô thăm Tony. Ánh sáng. Ông dành em vô nhà này. Đây. Ông dẫn em vô phòng của Tony. Tony đó là phòng của Tony đang nhận em ơi. Chứ đèn vô. Đó, Tony đang ngủ đó. Đó, Tony ngủ rồi. Ông dẫn em bỏ quà xuống dưới gốc cây, cây nó thang, cây thông Noel của Tony dưới này nha. Đây. Ông dẫn em đi xuống dưới nè. Đây, cái thông của Tony ở dưới này mà. Ông dành em bỏ quà dưới này nha. Hay, ông dạ. Ông dành em. Đó, ông dành em xuống dưới phòng khách nè. Ông dành em tặng quà cho Tony anh Billy dưới gốc cây thông nè. Cây thông đâu. Đấy, ông dành em bỏ quà xuống đây nè. Đó, cái gì ta? Quà gì đây ta? Quà này là quà gì? À, con quay Toshi của Tony và Anna. Wow, đẹp quá. Đẹp quá. Rồi, thấy quà rồi. Oh, quà Toshi. Toshi của Tony và Anna. Oh. Quà đẹp quá. Oh, ông okay. Rồi. Rồi, ông già đi rồi hả? Ông già chuẩn bị đi qua nhà khác rồi hả? Rồi, thôi ngồi đi. Ông già nói em đi nha, đặc biệt nha. Bye bye. À. Ông dành em đi lên ổng khói lại anh em. À, bye bye. Bye ông dành em nha. Tiến sinh vui vẻ nha. Hẹn gặp lại xem. Sáng năm gặp lại nha. Rồi ông dành em đi lên cầu thang nhà mình. Đi lên được ổng khói rồi. Rồi tạm biệt ông dành em nha. Rồi. Tạm biệt. Bye bye. Bye bye ông dành em.